Xin kính chào bà con. Nơi anh cá đầu hôm nay giới thiệu bà con dòng nước cước Thái xịn. Nước cước Thái này nó chiều cao của lưới là 1,5 m, chiều dài của lưới là 100 m. Kích thước độ lưới của nó là then 5 10 phân. Hàng lưới này đánh cực nhạy, cực sướng, cực bén, cực dài và cực bền. Hàng này là toàn bộ là hàng thừa theo yêu cầu của quý khách hàng. Khi khách hàng đặt lưới đánh cá đầu sẽ làm theo đúng yêu cầu cho bà con, cho quý khách hàng. Thì trên màn hình bà con thấy đây thì dòng lưới này nó là dòng lưới đặt rồi, thì là về cách kích thước thắt là dòng phao thắt cho bà con, thắt không rối, mắc kèm buồng vàng. Hàng này hàng xịn nhất cho bà con, đánh bén cá, đánh bền bỉ. Hàng này là cước Thái của nó là dòng cước Thái xanh, cước Thái xanh. Đấy, nhìn cái sợi của nó, cước của nó rất là trong, rất là nhìn rất là bắt mắt, rất là mát, sờ rất là mát tay. Hàng này đút lọt 5 ngón tay, tôi bắt cá như bàn tay đổ lên. Như dòng đợt này là đang mùa cá chép bắt cá chép lớn từ 5 đến 7 nặng một con đổ lên. Khi bà con có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ trực tiếp với A Đầu sẽ tư vấn thêm cho bà con, là đảm bảo cho bà con làm sao cho cái tấm lưới thịt túi rất nhiều, thắt bên trong thịt trùng túi sâu. Thì bà con thấy đây, đời thua nhà ai túi nó sâu như này không ạ, rất là dài, rất là sâu. Nên là khi bà con mà đánh cỡ cá lớn, cỡ như bàn tay đổ lên, với cả cá cỡ vài 3-4 cân, 5 cân chui hết vào trong túi này, đảm bảo cho bà con là bắt được hết luôn. Chỉ thì cặp theo yêu cầu của bà con muốn nặng muốn nhẹ như thế nào thì cứ nói A Đầu sẽ xử lý cho bà con phần này. Nói về cái kích thước thắt, kỹ thuật thắt thì bà con cứ yên tâm, không phải nghĩ. Khi bà con đặt hàng ở lưới đánh cá đầu, A Đầu sẽ có nhiệm vụ là sẽ làm cho bà con một cách hoàn thiện và hoàn chỉnh nhất. Xin cảm ơn bà con đăng ký và theo dõi kênh của lưới đánh cá A Đầu. Mong muốn của A Đầu là bà con đặt lưới và có những cái trải nghiệm thật tốt nhất. Xin cảm ơn.